Và xin mời quý vị hãy cùng làm quen với hai bác. Nghệ An quê tôi trực bóng dừa, phía lao tanh ngắt gió đưa. Khách đi qua dần dân lại ngắm, mượn bút thay lời tả nên thơ. Kỳ sử tân gọi là tôi, đã cùng Minh Hạ đồng hành bạn chơi. Hôm nay ta tới thủ đô, nhanh chân thẳng bước tới nơi truyền hình. Thơ cô thơ tan xin tươi, đã cùng khán giả đang ngồi trường quay. Cổ vũ cho ba đội chơi, vui khỏe có ích cháu con thương lòng. Như là hai bác đã chia sẻ với chương trình ạ, thì bác Sử ạ, thích nhất là phần vui cùng âm nhạc. Bác có thể cho mọi người biết là vì sao bác lại thích nhất phần chơi này không ạ? Tôi rất thích phần âm nhạc tại vì nhà tôi hát karaoke. Vâng, ở nhà bác ấy hát karaoke. Nhớ rằng là phần vui cùng âm nhạc của chúng cháu thì có một phần là bác chỉ được nghe thôi, và bác sẽ phải nhớ và hát lại chính xác từng từ một, sẽ không có chữ ở trên màn hình cho bác hát theo đâu ạ. Vâng. Bác có tự tin để giành được điểm số ở phần vui cùng âm nhạc sẽ tiếp theo sau đây không ạ? Đội thứ ba của chúng ta là đội Mây Hồng. Xin kính chào hai bác. Hồng Vân tôi 64 tuổi, Xuân Hợp đây 76 có thừa. Chúng tôi đều có ước mơ, sống vui, sống khỏe, chan hòa tình thương. Xin em. Và một lần nữa xin được cảm ơn cả ba đội chơi đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi này được chia thành hai vòng nhỏ. Ở vòng 1, mỗi lô hầu sẽ tương ứng với một đoạn bài hát. Sau khi nghe xong bài hát do chương trình đưa ra, các đội chơi phải hát lại chính xác các đoạn bài hát đó. Hát đúng được 300 điểm, hát sai không có điểm. Cảm ơn quý vị khán giả đến với phần chơi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, phần chơi vui cùng âm nhạc. Và trước khi bắt đầu cuộc chơi này thì chương trình xin phép được gửi tặng cho mỗi đội chơi 300 điểm tương ứng với 300.000 đồng. Với món quà nhỏ mà chương trình gửi tặng cho các đội chơi thì các bác sẽ có thêm sự tự tin cũng như là sức mạnh để có thể thể hiện tối đa những khả năng của mình trong cuộc chơi ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đội 1 hãy bước lên sân khấu để bắt đầu phần vui cùng âm nhạc. Xin mời hai bác hãy lựa chọn ô màu cho mình ạ. Sở đội Hạnh Phúc xin chọn màu vàng ạ. Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong? Đây là bài hát gì thưa bác? Bài ca xây dựng. Bài ca xây dựng. Và bây giờ thì sẽ là lúc hai bác lắng nghe đoạn bài hát của chương trình ạ. Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến... Ô màu vàng dành cho đội 3. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Hiền. Ở nơi đây mùa này con nước lắng phù. Xin mời hai bác hãy lựa chọn ô màu cho đội chơi của mình đi ạ. Bạn ấy không được rồi, bây giờ chúng tôi chọn là màu xanh hy vọng coi có được không? Chọn màu xanh hy vọng ạ. Ô màu xanh dành cho đội 3. Con đường đi vừa máu theo từng giây, chuyến hàng vào là kia thêm ngày. Mỗi dặm đường vươn xa chiến hàng ta vô góc phân chiến thắng. Thank you.
tôi một tìm con trai thiên đàng đàn ta gom gần thiên tha để cầm bao mưa quần đời ta. À, xin được hỏi hai bác rằng đoạn từ còn thiếu ở đây chính xác là gì ạ? À, góp phần chiến thắng ôi miền Bắc đó đang mong chờ ta. Ôi miền Bắc đó là phương án mà hai bác lựa chọn. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe đáp án xem ôi miền Bắc đó có đúng là đoạn từ còn thiếu ở đây hay không. Con đường đi mau theo từng giây, chiến thắng vào là kia đêm ngày. Mỗi sức đứng vươn xa chiến thắng ta vô góc phân chiến thắng. Tâm lòng miền Bắc đang trông chờ ta. Tiến dây cờ chiến thắng quyết giành thống nhất dưới cao tiếng Nga. Ta đi theo anh ngựa từ trái tim. Phần chơi này được thể hiện theo các chủ đề sức khỏe và dinh dưỡng. Cẩm nang sức khỏe. Xin mời ba đội chơi hãy đến với câu hỏi đầu tiên. Có mấy loại virus hay gặp gây viêm gan? A. Có một loại. B. Có hai loại. C. Có ba loại. Và D. Có bốn loại. Xin mời đội ba ạ. À, có bốn loại. Đáp án của chương trình không phải là phương án D. Vâng, như vậy là đội 2 đã mất lượt ạ. Vì MC chưa mời. Xin mời đội 1 hãy trả lời. Dạ, đội Hạnh Phúc xin chọn đáp án C ạ. Đáp án C có 3 loại. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội 1. Câu 2. Những nguyên nhân nào sau đây gây sơ gan? A. Virus viêm gan B. B. Uống quá nhiều rượu. C. Ký sinh trùng gây bệnh. Và D. Cả 3 loại trên. Xin mời đội 1 ạ. Dạ, đội Hạnh Phúc xin chọn phương án D ạ. Phương án D cả 3 loại trên. Xin chúc mừng đội 1 một lần nữa. Câu 3. Những thảo dược nào sau đây có tác dụng chữa viêm gan virus? A. Tràng vị khang. B. Viên diệp hạ châu. C. Viên kim tiền thảo. Và D. Viên bách berin. Đội 1 đã mất lượt. Xin mời đội 2 và đội 3. Đội 2 xin chọn phương án B, diệp hạ châu. Phương án B, viên diệp hạ châu, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội 2. Câu hỏi 4. Những thảo dược nào sau đây có tác dụng chữa viêm gan? A. Hương liên hoàn. B. Quy tỳ hoàn. C. Boganic. D. Nga phụ khang. Xin mời đội 1 ạ. Phương án C ạ. Phương án C, Boganic, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi 5. Những thảo dược nào sau đây có tác dụng chữa viêm gan virus? A. X mẫu hoàng. B. Thiên vương bổ tâm đan. C. Rotunda. Và D. Lysin 94. Đội 1 đã mất lượt. Xin mời đội 2 và đội 3. Xin mời đội 3. Tôi xin trả lời là phương án B, thiên vương bổ tâm đan. Thiên vương bổ tâm đan, phương án này đã tạo cơ hội cho đội 2 được trả lời. Xin mời đội 2. Đội 2 chúng tôi xin chọn là phương án C. Phương án C là Rotunda, Rotunda. Đây cũng chưa phải là đáp án của chương trình. Virus. Rất là tiếc vì đội 3 không được trả lời nữa. Bởi vì rằng đội 1 cũng đã trả lời sai rồi. Đáp án của chương trình ở câu hỏi này phải là B, dùng đũa. Chúng ta đã trải qua 7 câu hỏi của phần cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Virus gây viêm gan hiện nay người ta thường gặp nhất là 3 loại. Đó là loại gì? Loại thứ nhất là viêm gan virus A. Thì A là người ta đọc tên cho nó. Virus, tên là virus A. Thường gây viêm gan do đi qua đường ăn uống không vệ sinh. Rồi người có mầm bệnh lây sang.
Và tuy vậy thì cái bệnh này là nhẹ hơn các cái bệnh sau và có thể chữa được khỏi hoàn toàn. Cái loại virus thứ hai là virus viêm gan B. Thì đây là một loại virus hiện nay là chúng ta cũng hay gặp cái quảng cáo truyền hình đó là Vogamic. Nếu các bác lưu ý thì cái câu hỏi ở trên mình thảo dược chữa viêm gan chứ không phải thảo dược chữa viêm gan virus. Vì vậy Vogamic không phải là thuốc chữa viêm gan do virus mà thuốc chữa viêm gan khác. Viêm gan có thể nhiều nguyên nhân, do virus, do rượu, do tập chất khác. Thế thì cái viêm và cái viên Vogamic thì chủ yếu người ta dùng cho những người uống nhiều rượu dễ gây viêm gan và sơ gan. Ngoài ra thì những cái biến chứng các bác đã rõ rồi, biến chứng nó nguy hiểm lắm, biến chứng sơ gan, biến chứng suy gan và nặng nhất đó là biến chứng ung thư gan. Ung thư gan chúng ta biết rồi, khó chữa lắm. Hiện nay đã có nhiều biện pháp chữa ung thư, ví dụ như phẫu thuật, ví dụ như là người ta dùng nút mạch, tắc mạch để vun ung thư nó chết đi, ung gan nó chết đi. Hoặc người ta dùng hóa chất, nhưng mà hóa chất đi vào gan thì cũng rất là nguy hiểm, gan chết trước khi mà ung thư chết. Thì cho nên ấy, cơ bản nhất của phòng và chữa viêm gan đó là phòng là chính. Thưa các bác rằng hiện nay có rất nhiều thuốc, thậm chí có thuốc rất đắt tiền, ví dụ như là cái liệu pháp Enterol, thuốc của nhập ngoại, một cái liệu trình điều trị của nó hàng trăm triệu. Hay là gần đây có cái thuốc cũng là Enterol có rẻ hơn thì cũng cả lắm. Tức là có người bị viêm gan do virus B, có người quan trọng nhất là phòng lây lan. Phòng lây lan thì như chúng tôi vừa nói về trong quan hệ, rồi chúng ta đi làm các thứ. Như vậy là kiến thức về để cũng như là phòng ngừa bệnh viêm gan mật. Vâng, và như vậy chúng ta đã thấy được đội 1 là đội có số điểm cao nhất của phần cẩm năng sức khỏe. Một lần nữa xin được chúc mừng đội 1. Xin được chúc mừng đội 1 vì đội 1 là đội đã có số điểm cao nhất. Và xin mời hai bác hãy lên sân khấu để tham gia phần giả sẽ được nhận những món quà kỷ niệm của chương trình. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với phần chơi có tên gọi Vui cùng khán giả. Và quý vị khán giả thân mến, bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho tất cả các quý vị. Tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu. Khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét tính từ giây gần nhất? Xin mời bác ạ. Tôi ở trong đội khiêu vũ của Bắc Ninh tham gia chương này và tôi xin trả lời là 5 mét. Vâng, xin được hỏi bác tên là gì và hôm nay bác tới tôi để cổ vũ đội chơi nào ạ? Nguyễn Đức Văn, nguyên là giáo viên của trường đại học và tôi đến hôm nay cổ vũ cho cả 3 đội. Cổ vũ cho cả 3 đội, rất hân hạnh vì bác đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay và đáp án 5 mét là đáp án chính xác, xin chúc mừng bác. Tại vòng 3 này, đội chơi sẽ trả lời 4 câu hỏi kiến thức tổng hợp trong thời gian. Cồng chiêng. Cồng chiêng chính xác. Câu 4, câu nói nổi tiếng, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo, đó là của ai? A. Trần Hưng Đạo, B. Trần Thủ Độ, C. Trần Nhật Duật và D. Trần Khánh Dư. Khán giả, cũng như trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều những người chơi mới, những gương mặt mới sẽ tham gia trong chương trình Vui Khỏe Có Ích. Để chương trình ngày một tươi hơn, ngày một mới hơn, ngày một vui hơn và sẽ còn được nhiều quý vị khán giả yêu mến hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.